Này. Dạ. Dậy. Dậy đi, dậy. Ok. Dạ An. Em bị điên à? Bà mất tích rồi. Cô chứng kiến tận mắt chứ không lẽ bảo là tôi đổ điêu cho là lãnh đạo ở cái trung tâm này. Dạ vâng bác ơi, ngày nào bác cũng thắc mắc mỗi câu hỏi đấy. Bên cháu thì cũng đã giải thích bác rất là nhiều lần rồi. Vật giá thì leo thang, mọi thứ cũng cắt giảm đi một chút ạ. Tôi biết là phải thích nghi. Dạ. Nhưng vấn đề ở đây thích nghi nó không hợp lý. Dạ vâng, thì cháu xin phép. Thì có gì thì bác cần gì, ông bà cần gì cháu gọi cháu thêm. Ừ, cảm ơn cháu. Kể ra thì tôi thấy nó cũng đầy đủ thành phần dưỡng chất đấy ạ. Vâng, thì nó đầy đủ dưỡng chất với những người thừa chất như cô. Chứ chúng tôi cả một đời chả biết nhân sâm quế phụ là cái gì cả. Ông xã, ông xã, ông nghe tôi. Ban giám đốc người ta cũng đã chuẩn bị cái nội dung này để đưa vào cuộc họp rồi. Nhá, Hà Nội là không có vội được đâu. Đi về, về, về ăn tiếp, ăn tiếp. Cứ để cho tôi nói đã nào. Vâng ạ, chính vì tất cả những cái việc này mà hôm nay tôi đến đây để nắm vững tình hình. Thấy chưa? Bác cứ bình tĩnh nhé. Chú tìm gì vậy? À, cháu đây à? Chú đang chuẩn bị tài liệu để còn làm việc với đối tác. Cháu thề là cháu nói thật đấy ạ. Gia vị bên cháu đã hết nhãn, thực phẩm thì nhỏ giọt. Bọn cháu cũng cố gắng xoay sở lắm rồi đấy ạ. Cô đã kiểm tra trên hệ thống rồi. Nguyên vật liệu nhập vào đến hôm nay vẫn phải đủ. Dạ vâng. Cho cô mượn chìa khóa kho thì. Lâu quá rồi không gặp nhỉ. Cháu của bà đẹp trai phong độ đấy. Cháu trai của bà khác xưa rồi. Đây là chị Phương, trợ lý của bà. Tôi làm mọi việc theo yêu cầu của giám đốc giao phó. Tốt nhất hãy tự làm tốt công việc của mình đi. Này, chị có tư cách gì mà chị nói ra ở tôi đấy, hả? Nó là đứa thông minh, nhưng nó sống quá bản năng. Vậy chị vẫn quyết định để cho Gia An làm giám đốc? Tiếp tục sự nghiệp, đấy là bổn phận và trách nhiệm của cháu. Cháu xin lỗi, cháu có công việc của mình. Chứ không phải công việc của bà nhét vào tay cháu. Mà bà có nghĩ rằng việc bà đối xử với cháu nó độc đoán, độc tài thế nào không ạ? Bà không thương lượng, bà chỉ thông báo thôi. Sao chuyện gì chị cũng về ton hót với bà tôi thế nhỉ? Cháu không thể chịu đựng được cái cảm giác suốt ngày bị cậu ta mỉa mai. Tôi thì chán nhìn cái bản mặt của chị rồi. Cháu có biết vì sự ích kỷ của cháu mà cháu biến bao nhiêu người không liên quan thành trò cười không? Cũng vì bà cứ dồn ép cháu. Bà mất tích rồi. Chị ta chỉ là trà xanh thôi. Anh rồi ôi. Ôi. Ông không nhìn à? Nhìn cái gì? Mặt bà cái song song nhìn trời.